Pere 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 pere. Cách đây không lâu thì Samsoi đã lên một video xếp hạng mức độ phòng thủ của các thành viên băng ngũ rơm với vị trí quán quân thuộc về Luffy và á quân thuộc về anh tư Sanji, vượt qua cả con trai cưng đầu tảo của Oda rồi. Bên dưới video ấy thì không ít anh em đã yêu cầu rằng Samsoi hãy tiếp tục đổi thái cực và làm một video xếp hạng sức mạnh tấn công của từng thành viên để xem rằng liệu Luffy có tiếp tục độc tôn và thứ hạng của các thành viên khác có gì thay đổi hay không. Và anh em cứ thích thì mình sẽ chiều thôi. Samsoi đã xem lại gần như 99% toàn bộ các trận chiến từ nhỏ đến lớn của họ và hoàn tất cái bảng xếp hạng này. Cụ thể ra sao thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nha. Học viện Làng Lá đập phá cùng Kurama. Game mới đồ họa siêu đẹp, hot hot hot, rất nhiều phụ bản khác nhau, săn boss húp đồ, đại chiến nhẫn giả. Tất cả đều có tại link phần mô tả nhé. Số 10 là Brook Linh Vương. Nếu như ở video trước mình đánh giá khá cao về mức độ phòng thủ gần như là bất hoại và tiến gần đến sự bất tử của Brook ở mảng tấn công, ông thì lại chính là mắt xích yếu nhất ở trong bảng đấy. Từ khi gia nhập Time Skip cho đến tận hiện tại, Brook luôn là nhân vật đảm nhiệm vai trò đa dụng nhiều hơn là chiến đấu một cách chính diện. Chúng ta cũng có thể kể đến như là dọn dẹp lính lác tại đảo bánh này, quấy nhiễu kẻ địch tại đảo quỷ, cứu giúp các đồng đội như là khi cứu Robin, vân vân. Tuy nhiên kiếm pháp và năng lực từ âm giới của ông lại không đủ lớn để biến thành một lưỡi kiếm khát máu. Khả năng đóng băng của nó thì cũng rất khó tác động lên những kẻ mang sức mạnh của Tobirubo hoặc là Phó Đô Đốc trở lên. Mặt khác, nếu đối đầu với Brook là kẻ có bản chất linh hồn, ví dụ như là Prometheus hay Zeus, thì mỗi cú chém thường thôi cũng uy lực như là thần tị rồi. Tức là nếu bằng một cách nào đó nha, Brook được lấy linh hồn của đối thủ ra ngoài để chém ấy, thì ông thực sự sẽ trở thành thần chết theo đúng nghĩa đen đấy các bạn ạ. Số 9 đó là Chopper, bác sĩ hoa súng. Từng vả vỡ mồm Queen dịch bệnh tại đảo quỷ, Chopper chính thức thăng tiến sức mạnh của mình lên một tầm cao mới về mọi mặt. Tuy nhiên xét trong băng thì sức tấn công của cậu cũng chỉ đủ xếp ở hạng 9 mà thôi. Vốn dĩ cách chiến đấu của chủ tịch từ lâu đã là cách chiến đấu nguyên thủy với thể chất và những dạng biến hình doan. Thế mạnh của cậu đó là chống chịu và đánh lâu dài chứ cũng không phải là sát thương tấn công, cho nên điều ấy cũng không có cái điều gì là lạ cả. Tính đến hiện nay thì hình dạng bá đạo nhất của cậu trồn nhà ta chính là dạng Monster Boy, với sức mạnh cũng chẳng thua kém gì người khổng lồ Elbat. Dù đủ sức và Queen phụt máu mồm nhưng mà công bằng mà nói nha, hắn cũng chẳng hề hấn gì. Ngược lại các thành viên khác trong băng sau Aquano đều có cho mình những bước thăng tiến cao hơn, nhiều hơn và xịn sò hơn về khoảng tấn công. Và hạng 8 thì không ai khác ngoài chị đẹp Nico Robin. Từng tự nhận mình là một sát thủ với chuyên môn ám sát, Nico Robin trước Time Skip chỉ có thể chiến đấu hỗ trợ đồng đội và đánh lén đối thủ thôi. Nhưng trong 2 năm được đích thân Dragon và các đồng chí đào tạo, cô đã lột xác trở thành một mỹ nữ có khả năng đấm tay bo, không e ngại bố con thằng nào. Đặc biệt là trong khoảng tấn công thì cũng đã cải thiện hơn gấp nhiều lần so với trước rồi. Cụ thể thì 2 năm trước đây, những đòn tấn công của Robin chủ yếu là gập người đối thủ hoặc là tấn công vào các điểm yếu như là cổ này, bụng này và số lượng cũng bị giới hạn ở hàng chục. Thì hiện giờ, cô có thể hợp nhất nhiều cánh tay lại để tạo thành những bộ phận khổng lồ với sát thương đủ đánh sập một tòa nhà. Tuy nhiên đỉnh cao nhất thì vẫn cần phải kể đến dạng biến hình đứa con của quỷ. Chỉ nhìn vào vẻ ngoài ấy thôi, kể cả Black Maria cũng chịu một sự công kích tinh thần không hề nhẹ đấy. Còn khi thực sự tấn công thì đúng là hết nước chấm luôn rồi. Mọi đòn tấn công tưởng chừng đơn giản như khóa cổ tay, gập người, tát đều mang đến một uy lực khổng lồ, đủ sức đánh bại cả một Tobirubo sở hữu trái doan cổ đại một cách vô cùng đơn giản. Điều duy nhất khiến mình không xếp Robin ở hạng cao hơn đó là vì hình dạng này tự làm tổn hại chính bản thân cô, đồng nghĩa với việc số đòn tấn công tung ra là cực kỳ ít ỏi và giới hạn. Nếu đem so với các đồng đội khác ở hạng cao hơn thì tất nhiên là vẫn chưa bằng rồi. Số 7 đó là chị đại Nami này. Với việc chiêu mộ được nô lệ tình bạn Zeus, Nami không chỉ tự tạo cho mình một bảo hộ mà còn đẩy sát thương tấn công lên đến cực điểm. Vốn dĩ Zeus đã là homie có sức sát thương cao nhất ở trong tay Big Mom rồi. Mỗi cú giật sét của nó dễ dàng thổi bay cả cánh rừng và đánh bại cả những kẻ được mệnh danh là châu bò. Sau khi cắt đứt liên hệ với mẹ lớn, dù ít nhiều, 80 này cũng bị giảm sức mạnh nhưng mà ngược lại nha. Nó được đồng hóa bởi gậy thời tiết và từ ấy chúng ta cũng có một loạt những đòn tấn công mới mẻ hơn.
Đầu tiên là hóa cứng, nghe thì hơi tục ấy, nhưng mà sự thật là Zeus có thể biến bản thân trở nên cứng đến mức đủ xuyên qua lớp da của đám khủng long, giống như là Haki vũ trang vậy. Thứ hai là hiệu ứng tất trúng, vì được trang bị trí tuệ nhân tạo nên mọi đòn tấn công từ Nami đều có thể tự động đuổi theo kẻ địch, và nó là sự bố trí tuyệt vời cho kỹ năng tối thượng mang tên là Lightning Blast. Khi mà tung ra đòn này thì cột sét vàng của cô đủ sức đánh một lỗ khổng lồ tại lâu đài đảo quỷ, làm rung chuyển mặt đất xung quanh. Và nếu đánh trúng người thì anh em cũng biết rồi, gần như là sẽ bị nướng chín ngay lập tức đấy các bạn ạ. Chiêu thức ấy là mình liên tưởng đến chiêu cuối mà Enen dùng để biến toàn bộ trẻ em đảo trời thành vô gia cư. Hy vọng Nami sẽ dùng nó với mục đích là tốt đẹp hơn. Số 6, đại tướng Frankie. Chúng ta phải công nhận một điều rằng Frankie là nhân vật bị underrated nhất ở trong băng mũ rơm, khi mà anh cực kỳ ít được chú ý, mặc cho việc cả phòng thủ hay tấn công đều nằm ở top trung bình khá. Đặc biệt nếu ngồi vào Shogun Frankie thì lại càng bá đạo hơn nhá. Về thể chất, anh đủ sức nắm đầu một con khủng long ba sừng nặng vài chục tấn và ném nó đi như anh em chúng ta ném một quả dừa khô vậy. Thậm chí những đòn vật hay là đập xuống đất thì cũng mang sát thương cực kỳ lớn. Về siêu năng lực, Frankie có thể phóng ra Radical Beam cực kỳ mạnh mẽ. Để dễ hình dung thì cái loại tia sáng này có cường độ cao hơn cả tia sáng được dùng trong Pacific Star và chỉ chịu thua trước bản gốc ở trong tay anh Liêm Kizazu mà thôi. Và cuối cùng là về vũ trang, cả Frankie và robot tướng quân đều được trang bị số lượng vũ khí lớn hơn cả một chiến hạm, từ súng tiểu liên, đại bác, mũi khoan cho đến cả một thanh kiếm khổng lồ. Dù hơi khó sử dụng nhưng nếu thành công tung đòn thì đủ sức thổi bay cả một hạm đội đấy anh em ạ. Tóm cái vé lại thì anh quần bơi nhà ta hiện đang rất đa dạng các nguồn tấn công nhưng lại thiếu đi sự nhanh nhẹn. Chúng ta cứ lấy Tobi Dubo ra làm ví dụ nhá. Sasaki và Hushu gần như ngang kèo, nhưng nếu đối thủ của Frankie là con mèo răng kiếm thì anh chắc chắn sẽ thua vì hắn là một dân chơi tốc độ. Anh em thấy nhận định ấy có hợp lý không nào? 5. Đứng Usopp là thuyền viên bị mình xếp hạng ở hạng chót trong cái khoản phòng thủ, nhưng ở khoảng tấn công ấy, cậu mũi dài đã vươn mình và xứng đáng xếp ở hạng số 5. Ngay từ khi gia nhập, cậu đã đảm nhận vai trò là xạ thủ, đồng nghĩa với việc từ bỏ hết khoảng 90% khả năng phòng thủ và chỉ tập trung vào tấn công thôi. Thậm chí úp sọt còn có một cái điểm đặc biệt nữa, thay vì đó là sử dụng súng đạn mang sát thương cao, cậu lại lựa chọn Pop Green với khả năng sử dụng đa dạng hơn gấp hàng trăm lần. Trong trận chiến đảo quỷ, khả năng tấn công của Usopp không được thể hiện quá nhiều vì cậu không được đích thân hạ một Tobi Dubo. Tuy nhiên quay ngược lại thời gian và chúng ta trở về quá khứ thì có một cái điểm cực kỳ đáng nói tồn tại trong Mobi Stampede. Oda đã từng nói rằng Mobi Stampede chính là cửa ngõ để xác định trình độ chênh lệch của các nhân vật khi mà bước vào tân thế giới. Và chúng ta cũng thực sự đã được chứng kiến sự khác biệt giữa Luffy và phần còn lại của các siêu tân tinh. Thậm chí ông còn tích lũy đến mức đưa Zoro ra khỏi cuộc chiến với Bullet bởi vì anh đầu tảo khi ấy thì quá mạnh rồi. Tất cả những điều ấy dẫn đến một cái điều rằng dù Mobi thông thường không được dùng để đong đếm chính truyện, nhưng sức mạnh mà Usopp thể hiện lại hoàn toàn đúng với sự thật, và cậu thì chính là người duy nhất phá hủy được cỗ máy thức tỉnh của Bullet bằng Pop Green, khiến hắn phải hộc máu cơ. Quay trở lại về chính truyện, nhiều anh em đánh giá thấp Usopp vì sau khi tung hai đòn tấn công vào Page One thì chỉ bị thương nhẹ. Nhưng mà anh em nên nhớ rằng nha, Nami với sấm sét hay kể cả anh ba trong bộ đồ hắc ẩn đều không thể nào hạ gục được tên khủng long này, trong khi Usopp thì chưa hề tung ra những chiêu thức mạnh nhất như là Impact Whoop này hay hệ chiêu thức tấp sát ngôi sao xanh. Tóm cái vé lại thì Sam Soi vẫn tin là xạ thủ nhà ta xứng đáng ở top 5 anh em nhé. Anh tứ Sanji. Dù đã thức tỉnh mã gen có thể đưa ngọn lửa trở nên nóng hơn trước đây gấp đôi, nhưng nhìn chung thì Sanji vẫn là dân chơi thiên về tốc độ và phòng thủ, giống như mình đã từng ca ngợi ở trong video trước đấy. Còn tấn công thì anh Tư vẫn chỉ là anh Tư mà thôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại trận chiến với Queen. Sạng dường như không tung ra bất kỳ một cái đòn tấn công nào đáng chú ý ở trong xuyên suốt vài chapter. Chỉ duy nhất đòn I Creep Jumbo là có thể gọi là mạnh mẽ, tuy nhiên nhiêu đó thì vẫn chưa đủ để giúp Sanji đứng ở top cao hơn nhá. Nhiều fan còn nói một cách vừa chôn vừa thật rằng trong trận chiến đảo quỷ ấy, Sanji chẳng cần làm gì mà tên bong bóng đã tự lăn ra thua rồi. Tiếp đến Ekid, chi tiết ấy lại được đề cập kỹ hơn. Mọi đòn tấn công của Sanji gần như đều không đe dọa đến một kẻ địch mạnh mẽ nào. Ngược lại, khả năng phòng thủ của anh gần như tuyệt đối đến S-Shark thì cũng phải bó tay chấm com mà. Và chiều chiều thay, người vượt Sanji chiếm lấy vị trí top 3 ngày hôm nay lại là nguyên bản của S-Shark, ông chú béo ú Jin vật B. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cùng đến với số 3, Hiệp sĩ biển Jinbei.
Là thành viên dày dặn kinh nghiệm nhất trong băng, không quá khó hiểu khi mà Jinbei thì chính là nhân vật sở hữu nhiều lối tấn công nhất và lối nào thì cũng vô cùng bá đạo. Nếu nói về thể chất, ông thậm chí còn vượt qua cả Zoro và chỉ chịu thua trước hai thanh niên nạp tiền mua VIP là Luffy và Sanji thôi. Nếu nói về Haki, dù chưa được xác nhận là sở hữu Haki vũ trang cấp cao, nhưng Bosutsuku của lão đại thì đủ cứng để áp đảo Hoshu, ngăn cản nhát kiếm của Big Mom và cũng chính là nhân vật đã từng dùng Haki Full Body mạnh nhất hiện tại và vượt trội hoàn toàn so với những Pika hay là Virgo. Tuy nhiên thứ sức tấn công đáng chú ý nhất của ông lại không khác nào là Karate người cá thượng thừa cả. Dù Fister Tiger trước đây chưa từng đạt đến trình độ ấy, mỗi cú đấm ông tạo ra chẳng khác nào là một phiên bản thu nhỏ của Kuragura, đủ sức đánh thắng vào nội tạng và thổi bay đối thủ. Thậm chí nếu được chiến đấu ở dưới nước thì uy lực càng kinh khủng, khiếp tẩm lập hơn gấp bội. Đâu phải tự nhiên mà Kid và Law xém tè ra quần khi mà biết lão đại gia nhập băng ngũ sơm đâu, có lý do cả đấy. Số 2, con cưng Zoro. Nếu video này được xăm soi lên kịch bản trước thời điểm Luffy đánh thức Gear 5, Zoro chắc chắn sẽ nằm trong top 1, bởi lẽ sức tấn công mà anh thể hiện từ sau time skip đến nay thực sự là vô cùng khủng khiếp tầm lọng rồi. Từ Pika tại Dressrosa cho đến King tại đảo quỷ, tất cả đều ngỏm chỉ trong 1 đến 2 đòn sau khi mà nhận sát thương từ anh đầu tàu. Điển hình nhất thì chính là King nhá. Cụ thể với cơ thể Runarian của mình, hắn đã chống đỡ mọi sát thương từ đầu đến cuối, dù Zoro có dùng chiêu nào đi chăng nữa. Nhưng chỉ sau khi mà nhận sát thương một lần duy nhất dưới hình dạng vua địa ngục, thiên tai số 1 của Kaido đã hoàn toàn thất bại, thậm chí đến cả tuần sau vẫn còn cuốn băng khắp người đấy. Chúng ta nên nhớ rằng King vừa châu bò bởi dòng máu chủng tộc, vừa hồi phục khủng nhờ doan cổ đại nữa đấy anh em ạ. Chính Oda hiện tại có lẽ cũng đang muốn hướng Zoro theo mô típ là thanh kiếm của vua hải tặc. Mà thanh kiếm thì đương nhiên phải thiên về tấn công rồi đúng không nào? Gần đây nhất rất nhiều fan One Piece trên khắp thế giới bắt đầu trêu chọc Zoro vì anh không thể nào hạ gục nhanh được con báo hoa mai Robuxi, dù bản thân hắn cũng chỉ đơn giản là Doan thường thức tỉnh và không thể nào so được với Doan thần thoại. Mình cũng xin khẳng định luôn, vì không phải rổ không đủ sức tấn công để kết liễu hắn nhanh chóng mà là vì anh không muốn làm điều đó thôi. Đơn giản vì nhiệm vụ của Zoro là cầm chân con báo, tránh gây hại cho các đồng đội. Còn nếu muốn thắng chỉ cần cuốn cái băng lên đầu, bật Haki báo vương là easy game, easy life ngay mà. Number 1, Luffy và Yesua chắc chắn là như vậy rồi. Cả cái top 1 phòng thủ, cả top 1 tấn công hiện tại thì Luffy đều nắm gọn trong lòng bàn tay, bởi lẽ cậu quá mạnh so với phần còn lại của băng. Cho đây sự bá đạo tấn công của cậu chủ yếu đến từ Gomu Gomu, Haki vũ trang và thể chất siêu phàm. Nhưng hiện giờ nó đã được nâng cấp lên thành Nika, Haki báo vương cấp cao và Haki vũ trang cấp cao. Tại đảo quỷ, đòn tấn công mạnh nhất mà Kulu đã từng tung ra gọi là Baiyang Gun là sự kết hợp giữa sức mạnh Nika và Haosuke cấp cao, có thể áp đảo và hạ cục Kaido trong hình dạng rồng cực kỳ châu bò đấy. Thậm chí nếu khi ấy cậu muốn thổi bay cả đảo quỷ cũng dễ như trở bàn tay vậy. Tiếp đến Ekhit, sức tấn công đỉnh chóp của thần mặt trời lại được Oda mở rộng thêm. Mỗi cú đấm Star Gun của Kulu đủ sức hạ gục Kizaru ngay lập tức. Dù cậu cũng đồng quy vô tận nhưng mà sau đòn ấy khỉ vàng dường như đã liên tục đau đầu và khả năng chiến đấu giảm xuống đáng kể. Mặt khác dù cũng có rất nhiều đòn mạnh mẽ tung vào Saturn nhưng mà đến hiện tại tác dụng của nó lại rất thấp nhá. Điều đó chứng tỏ rằng trái ác quỷ của Crochet thậm chí còn trâu bò và cứng cáp hơn UOUO rất nhiều lần. Và chỉ cần Luffy vượt qua được lớp phòng thủ ấy thôi, mình dám khẳng định rằng cậu sẽ bước chân vào hàng ngũ những người có sát thương cao nhất, sánh ngang hàng với Sanji và tiệm cận Gap hay Roger luôn đấy. Đó rồi, video ngày hôm nay cũng đã kết thúc đây rồi. Nếu anh em thấy hay ho, đừng quên ấn cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Giờ chúng ta sẽ cùng tìm 3 cái tên may mắn nào. Đầu tiên là bạn Tunapi. Em nghĩ tội ác của Mascot mà có liên quan đến quá khứ của chị em Monet. Trong SBS 77 có nhắc tới vấn đề là môi trường. Ê, cái này bạn nhầm lẫn rồi nha. Cả Monet và Sugar đều được Oda nói đến là lớn lên trong một môi trường bất hạnh. Tức là ví dụ như là có cha mẹ, gia đình tồi tệ chứ không phải là môi trường theo nghĩa đen đâu. Bởi vì tội ác quỷ Maskerma phải lớn hơn như thế rất nhiều lần. Bạn Giang Hoàng Lê, anh làm vài trận solo giữa Ngũ Lão Tinh và Im với băng ngũ sơm đi ạ. Cụ thể là chia các cặp đấu ạ. Ok là bạn nhá, xăm soi sẽ tìm hiểu và có thể lên kèo theo yêu cầu của bạn. Và cuối cùng là bạn Phạm Trung Hậu. Tôi nghĩ ông đầu chọc cầm kiếm là ông mạnh nhất ở trong năm ông vì game này dành cho kiếm sĩ. Chưa gì chúng ta đã thấy quả kiếm rất là ra dáng tuyệt phẩm đại bạo kiếm là chúng ta cũng đã thấy nó mạnh rồi. Bốn lão còn lại thì làm gì có đồ chơi nào được không nào?
Và cuối cùng, nếu anh em có câu hỏi hay bất kỳ một ý kiến gì thì đừng quên để lại bên dưới nhé. Vừa để xăm soi tương tác với mọi người này, vừa dành cơ hội lên TV này. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhé. Bye bye.